Hôm bữa chúng ta đang học tới quan điểm thứ mấy ha? Ai nhớ? Quan điểm thứ 33, đệ bát địa trung diệt đất cửu trụ ở trong bát địa. Ở trong đệ bát địa hành giả có thể ở lâu. Đệ bát địa tính theo thập địa là bất động địa. Thưa quý vị, khi mà tra cứu cái trình độ tu chứng của các vị hành giả theo truyền thống Phật giáo Đại Thừa, cụ thể là kinh Hoa Nghiêm, có thập trụ, có thập địa thì đây là đệ bát địa, là bất động địa. Bất động địa thì nó tương đương với gì quý vị ha? Tương đương với quả vị Tu Đà Hoàn. Thì theo kinh văn gốc Phật giáo Nguyên Thủy cho rằng là một vị Tu Đà Hoàn thì có thể được tái sinh, bị tái sinh tối đa là 7 lần ở trong cảnh giới người và cảnh giới trời. Cảnh giới người thì tuổi thọ rất là ngắn, 80 năm, 100 năm, 160 năm là tối đa. Hôm bữa trước sư Hoàng nói cái vị hành giả nào có tuổi thọ 160 năm ta? Ai nhớ? Bà Cô La. Tôn giả nào sống 150 tuổi? Anuruddha. Còn tôn giả mà sống 120 tuổi thì ai cũng nói trúng rồi ha. Tôn giả Nanda. Thì vấn đề ở đây nói rằng là cái vị hành giả mà đạt được cái địa vị là đệ bát địa thì ở có thể ở lâu. Mình cũng không rõ là cái quan điểm của Mahasanghika nói ở lâu như thế nào. Mình chỉ có thể lý giải góc độ ở lâu là có thể tái sinh trong các cái cảnh giới người và trời trong một cái thời gian lâu. Chứ cũng không biết rằng là vì lý do gì các vị ở lâu. Nói chung mình không có nguồn tư liệu của Mahasanghika để giải thích. Mình chỉ biết qua đây là cái khái niệm thập địa đã có mặt. Như hôm trước nói, kinh thập địa, một số vị cho rằng ra đời trước kinh gì? Trước kinh Hoa Nghiêm, Avatamsaka, kinh Hoa Nghiêm. Một số vị cho rằng kinh thập địa có mặt sau. Nhưng mà ví dụ như cái cuốn của ông Indus, lược sử Phật giáo Ấn Độ, cho rằng kinh thập địa ra đời vào thế kỷ thứ 3 sau Công Nguyên. Thì cho rằng nếu mà căn cứ vào cái tư liệu này thì chắc chắn rằng là kinh thập địa ra đời sau tác phẩm kinh Hoa Nghiêm. Nhưng mà một số vị sau khi nghiên cứu kinh thập địa với phẩm thập địa ở trong kinh Hoa Nghiêm thì cho rằng có cái nội dung gần hầu như là giống nhau. Do đó qua cái quan điểm của đại chúng bộ thì chúng ta biết rằng là kinh Hoa Nghiêm hoặc là kinh Đại Thừa có thể là đã có mặt vào cái thời điểm đó rồi. Còn cái lý giải là hành giả có thể ở lâu trong địa thứ 8 này thì quả thật là chúng ta không tìm ra thông tin. Chúng ta chỉ có lý giải theo cách hiểu của Theravada là vị hành giả có thể tái sinh 7 lần ở trong cõi người và trời mà thôi. Theo cách lý giải của Hòa Thượng Nhất Hạnh trong tác phẩm Những Con Đường Đưa Về Núi Thú thì đệ bát địa tức là dự lưu hướng. Kính thưa quý vị, dự lưu hướng hay là dự lưu đạo cũng là một. Theo cách nhìn của Theravada đó, khi mà có hướng thì là có đạo. Khi có hướng tức là khi có quả. Ví như là một cái giọt nước đương rơi tới cái cổ của chai thì cái giọt nước ấy ắt là phải rơi vào ở
thở dài. Cho nên cái đạo quả là nó đi chung với nhau, nó không có tách rời. Khi mà vị ấy vô được đạo hay là vô tới hướng thì cũng đồng nghĩa rằng là có quả. Thì chỗ này đúng là nó cũng ngoài cái tầm cái hiểu biết chung của chúng ta. Mấy việc này chúng ta chỉ là đọc kinh đầu sách biết vậy thôi. Quan điểm thứ 34, nãi chí tánh địa pháp, dạy khả thuyết. Dạy khả thuyết gì? Hữu thôi. Cho đến, dịch nghĩa là cho đến tánh địa pháp. Chữ tánh địa pháp tra trong các sách vở, chữ Gotra, Bhumi, Dhamma. Bhumi là địa, Dhamma là pháp, Gotra ở đây gọi là tánh địa đó, nghĩa Gotra là tánh. Chữ này khi tra trong từ điển Pali thì cũng còn được dịch là chuyển tộc. Khi mà tu tập theo cái lộ trình tu tập của Theravada đó, thì đến một giai đoạn nó đổi cái tâm thức của mình, mình được lột xác, gọi là chuyển tộc, gọi là chuyển tộc tánh. Thì quan điểm của Đại Chúng Bộ thì họ dùng chữ gọi là Gotra Bhumi Dhamma, mà bản dịch là tánh địa pháp. Trong các cái truyền thống của Theravada dịch là chuyển tộc tánh, thì cho rằng là vẫn còn thối chuyển. Quan điểm này thì ngược với quan điểm của Theravada. Theravada thì cho rằng tới giai đoạn này là không còn thay đổi nữa, bởi đã chuyển rồi, chuyển tộc tánh rồi. Rồi một số nguồn tư liệu khác, chữ Gotra Bhumi Dhamma này cũng chính là thế đệ nhất pháp. Như Tỳ Bà Sa quyển 3 cho rằng từ sơ phát tâm cho đến thế đệ nhất pháp vẫn còn bị thối chuyển. Bởi thế đệ nhất pháp là do nhiều niệm phát khởi liên tục nên có cả thối chuyển và không thối chuyển. Cái này cũng là một cái quan niệm về cái quả vị tu chứng của Mahasanghika, thưa quý vị. Thì những vấn đề này như đã nói là nó là một cái phần của bốn cái nhóm. Cái nhóm này là nhóm quan điểm về quả vị tu chứng của hàng thanh văn. Do đó thưa quý vị, dù là tu theo truyền thống Mahasanghika Đại Thừa, nhưng mà những vấn đề đã liên hệ đến quả vị, ở đây thì nói đến thập địa, xuống ở đây thì nói đến tánh địa pháp hay là thế đệ nhân pháp. Thì đây là một cái quan điểm hết sức là nó phổ biến ở trong Theravada thì có lý giải, nhưng mà Mahasanghika thì cũng không có lý giải. Như đã nói là Theravada cho rằng tới giai đoạn này tu rất là vững vàng, có thể là giữ ở cái địa vị này. Khi mà một hành giả theo Nam truyền đó là tu tới chuyển tộc tánh rồi á, thì có thể ở trong cái địa vị này và tiếp tục tu cho đến khi nào thành Phật, nếu là phát nguyện thành Phật. Còn nếu là các vị hành giả mà phát nguyện tu chứng quả A La Hán vô sanh thì từ đây tu tới luôn, không còn có thoái đọa nữa. Cho nên khi mà chuyển tộc tánh á, thì cũng có thể nó tương đồng với vô được sơ quả tu đồ hoàng. Bởi vì một khi vô được sơ quả tu đồ hoàng thì vĩnh viễn không bị đọa lạc vào bốn đường ác đạo. Còn người trời như chúng ta bị tái sinh trong quả người quả trời này mà chưa chứng đắc thánh quả vẫn còn bị đọa lạc. Cho nên như chúng ta đây thì không có bảo đảm gì đến cái đạo quả giải thoát giác ngộ nếu chúng ta chưa vô được sơ quả tu đồ hoàng. Còn anh em nào, sư cô nào mà vô được sơ quả tu đồ hoàng thì an tâm, thậm chí là sống cuộc sống thế gian cũng được nữa, nhưng mà được ví như là khúc gỗ trôi sông, thế nào nó cũng trôi ra biển cả. Khúc gỗ này không bị tấp vô lề, không, khúc gỗ này nó không bị mắc cạn, khúc gỗ này không bị người ta vớt, vân vân, thì thế nào nó cũng trôi ra biển cả. Quan điểm thứ
thứ 35. Trong cái trang 9 này thì Sư Hoàng là giải thích thế nào là thế định nhân pháp đó. Như vậy cái khái niệm thế định nhân pháp ở trong Asangeka chúng ta không có tư liệu, mà chúng ta tạm mượn cái quan điểm của Hữu Bộ ngang qua cái tác phẩm Câu Xá Luận để giải thích thế nào là đệ nhất pháp. Như trong cái bản này nè, Chư Hoàng trình bày đó là giai đoạn cuối của tứ gia hành vị, là mức cao nhất của bậc hữu lậu trí, là nhất trong thế tục pháp, cho nên gọi là thế đệ nhất pháp, có công lực làm nhân thoát ly khỏi đồng loại, dẫn sinh ra thánh đạo, nên gọi là tột đỉnh, là tối thắng. Tối thắng hay là thế đệ nhất. Quan điểm thứ 35 thưa quý vị, dự lưu giả hữu thối nghĩa, A-la-hán vô thối nghĩa, cho rằng quả dự lưu còn có thối chuyển, cũng giống như cái tánh địa pháp hay là thế đệ nhất pháp. Thì như vậy thì cái khái niệm ở đây, những cái khái niệm này có thể mình cũng không rõ rằng là Mahasankhika họ nói là thế đệ nhất pháp như thế nào, tánh địa pháp ra sao, nhưng mà qua tới dự lưu thì càng rõ hơn. Quả dự lưu, dự lưu giả tức là bậc dự lưu á, bậc dự lưu vẫn còn có thối chuyển. Theo Nam truyền như hồi nãy đã nói, dự lưu thì không còn thối chuyển nữa. Trong Mahasankhika cho rằng là dự lưu còn thối chuyển, A-la-hán vô thối nghĩa, tức là bậc A-la-hán thì không còn. Thưa quý vị, nói thiệt cái Sư Hoàng thì có cái niềm tin với cái truyền thống Theravada hơn. Bởi vì truyền thống Theravada nó gần với Phật và được bảo lưu một cách rất là chặt chẽ. Không phải ai muốn nói sao nói. Cho nên những gì mà trong truyền thống Theravada nói, Sư Hoàng có cảm giác rằng là nó gần với Phật hoặc đúng với như Phật. Cho nên truyền thống Theravada cho rằng là bậc dự lưu thì không còn thối chuyển nữa. Tiếng Sanskrit là Srota Banya. Cho rằng là không còn thối chuyển. Còn đây truyền thống của Mahasangha cho là còn thối chuyển. Dĩ nhiên bậc A-la-hán thì không rồi. Cái quan điểm này nó còn tiến bộ hơn cái quan điểm của Hữu Bộ nữa. Hữu Bộ còn cho rằng A-la-hán còn thối chuyển nữa kìa quý vị. Hôm nay mai quý vị học tới Hữu Bộ thấy rằng A-la-hán còn thối chuyển. Cho nên quan điểm ở đây á, nhưng mà ngược lại quan điểm Hữu Bộ thì cho rằng là dự lưu không còn thối chuyển. Nó ngược lại với quan điểm của bộ phái này. Nhưng mà nói dự lưu còn thối chuyển nó còn dễ coi. Bởi vì mới vô được sơ quả. Nhưng mà tới A-la-hán thì không, thì thấy nó ổn hơn. Còn Hữu Bộ, quý vị mà học câu xá rồi quý vị thấy đó, A-la-hán còn có nhiều bậc. Tới hôm sau chúng ta sẽ học cái phần đó. Như vậy thì quan điểm của bộ phái này cho rằng dự lưu còn thoái đọa, còn lui sụt. Theo nguyên thủy thì cái quan điểm này nó không có đúng. Cho nên chúng ta thật ra không cần cầu tu đức A-la-hán ngay trong kiếp này chỉ cực. Chỉ cần tu vô được sơ quả tu Đồ Hoàng theo Theravada là yên ổn quá. Như Sư Hoàng là không cần vô sơ tu A-la-hán kiếp này, vô sanh khó lắm, nhưng mà vô được sơ quả tu Đồ Hoàng thấy an ổn. Quan điểm tiếp theo, vô thế gian chánh kiến, vô thế gian chánh căn, dịch là không có chánh kiến thế gian, không có chánh căn thế gian. Ở chỗ này có bản dịch của Thượng tọa Hạnh Bình. Nó hơi khác với cái bản dịch vừa chúng ta mới dịch. Thượng tọa Hạnh Bình dịch là gì? Thế gian
ở thế gian không có người có chánh kiến, ở thế gian không có người có niềm tin. Nghĩa nó khác nhau thưa quý vị, khác hoàn toàn ạ. Trở lại cái bài, trở lại cái câu gốc, vô thế gian chánh kiến là không có chánh kiến thế gian, không có tính căn thế thế gian. Thì nói một cách khác, các vị Ma Sakika cho rằng chỉ có chánh kiến xuất thế gian, chỉ có tín căn xuất thế gian. Thưa quý vị, thì quý vị suy nghĩ như thế nào về quan điểm này? Không có chánh kiến thế gian, không có tín căn thế gian. Sư Hoàng dựa vào một bài kinh. Bài kinh này quan trọng lắm, Đại Kinh 40, số 117 trong Trung Bộ Kinh, cung cấp cho quý vị một thông tin mới, là có bát chánh đạo hữu lậu và có bát chánh đạo vô lậu. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy, chúng ta biết cái luật nhân quả, có cha, có mẹ, có tái sinh, có luân hồi, chúng sinh là thừa tự của nghiệp vân vân, cái đó cũng là chánh kiến thế gian thôi. Cho nên ngay cả tứ đế, chúng ta thấy tứ đế trước khi giác ngộ được giảng dạy về tứ đế, như chúng ta đây đã được dạy, như chúng ta cũng có chánh kiến chứ, sự thật về khổ, sự thật về nguyên nhân của khổ, sự thật về sự diệt khổ và sự thật về cái con đường để đến chấm dứt khổ. Chúng ta được trang bị về cách nhìn về cuộc đời này với bốn phương diện. Nhưng mà khi chúng ta còn hữu lậu trí, còn phàm phu, còn vô minh chi lấp, chúng ta chỉ được học vậy thôi chứ chưa thật sự là thấy biết một cách trọn vẹn, thì đó là chánh kiến thế gian. Rồi cũng là tứ đế, nhưng mà một khi chúng ta tu tập đắc đạo chứng quả, thể nghiệm được cái khổ là gì, nguồn gốc của khổ, và nhất là cái chi thứ ba là sự vắng mặt của khổ nó là sao, và đặc biệt là đã đi trọn cái con đường chấm dứt khổ đâu. Còn như chúng ta có đang đi nhưng mà đi trọn chưa, chắc chắn là chưa. Chúng ta nghe nói về sự vắng mặt khổ, nhưng chúng ta có vắng mặt khổ chưa? Nghe nói thôi, nghe nói thôi, niết bàn là không tham, nhưng mà chúng ta có thật sự vắng mặt cái, hoặc là cái chúng ta không tham chưa? Niết bàn là không sân, chúng ta có không sân chưa? Niết bàn là không si, chúng ta có không si chưa? Cho nên cũng là tứ đế, nhưng chúng ta gọi là chánh, có thấy tứ đế là chánh kiến, nhưng chánh kiến đó là chánh kiến hữu lậu hay là chánh kiến thế gian, chưa phải là chánh kiến xuất thế gian. Dựa vào bài kinh này làm ý cứ, ở đây sư Hoàng trích sẵn đây: này các tỳ kheo, thế nào là chánh kiến? Chánh kiến này các tỳ kheo ta nó có hai loại. Trích nguyện văn: này các tỳ kheo, có hai loại chánh kiến hữu lậu, có hai loại chánh kiến hữu lậu thuộc phước báo đưa đến quả sanh y. Quả sanh y tức là còn tái sinh trong một cảnh giới nào đó. Có loại chánh kiến này các tỳ kheo thuộc bậc thánh vô lậu siêu thế, thuộc đạo chi, vô tới cái chi phần là mắt ra là đạo rồi, thì lập tức có quả. Khi vô tới đó thì mới là chánh kiến xuất thế gian hay là chánh kiến vô lậu. Rồi trong bài kinh đó Đức Phật nói thế nào là chánh kiến hữu lậu thuộc phước báo đưa đến quả sanh y, tức là vị ấy biết có bố thí, có cúng dường, có tế tự thì có quả báo nghiệp, có quả báo nghiệp thiện ác, có đời này có đời sau, có cha có mẹ, có các loài quá sanh. Ở chỗ này giáo hoàng lưu ý vị, có một số vị giảng sư bây giờ cho rằng không có loài quá sanh, không có chư thiên gì hết á. Nhưng nếu chúng ta xét các cảnh giới chúng sanh ở địa ngục là thuộc gì? Quá sanh hay nõn thai thấp? Quá sanh.
chúng sanh ở ngạ quỷ thuộc loại gì? Hóa sanh. Chúng sanh ở cảnh giới Atula thuộc gì? Chúng sanh ở cảnh giới chư thiên. Hóa sanh. Nhưng nhiều vị do hạn chế, không có thấy, không biết, và đặc biệt là không có niềm tin với giáo pháp, dựa vào cái biết giới hạn của mắt tai mũi lưỡi, dựa vào cái biết giới hạn của tướng, dựa vào cái biết giới hạn của thức mà cho rằng là không có quá sanh đó. Đó là một số vị giảng sư trong Phật giáo đấy, đừng nói đến ngoại đạo. Một số vị gọi là tu lâu, thậm chí được gọi là trưởng lão, được gọi là pháp sư, trong Phật giáo vẫn có nhận thức lệch lạc sai lầm này. Sư Hoàng cũng mong rằng là chư tăng ni khoa triết sau này đừng có dựa vào cái tư duy của bộ não mình, hoặc là dựa vào năm căn của mình, như chủ nghĩa Mác Lênin, duy vật, dựa vào cái thấy cái biết giới hạn của mắt tai mũi lưỡi và cái ý của mình, và cứ tin theo đó. Thì như vậy ở đây một số vị là cho rằng không có lô hỏa sanh này, mà nếu mà không có, không tin tưởng này thì nó được gọi là bị gọi là gì? Tà kiến à. Bị gọi là tà kiến à. Rồi này các tỷ kheo, thế nào là chánh kiến thuộc hữu lộ? Chánh kiến thuộc bậc thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chi? Phàm cái gì này các tỷ kheo, thuộc trí tuệ, tuệ căn, tuệ lực, trạch pháp giác chi, chánh kiến, đạo chi của một vị tu tập thánh đạo? Thành thục trong thánh đạo, có vô lậu tâm, có thánh tâm, chánh kiến như vậy này các tỷ kheo, thuộc bậc thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chi? Nghĩa là cái lộ trình tâm của vị ấy vô tới đạo quả rồi, có cái trí tuệ. Trí tuệ đó là trí tuệ do cái sự thẩm sát các pháp bằng kinh nghiệm tu tập, chứ không phải do người khác nói mà chỉ nghe. Do vậy, quan điểm của bộ phái này cho rằng là không có chánh kiến thế gian. Thì thưa quý vị, quan điểm này dựa theo, nếu đối chiếu với bài kinh Đại Kinh 40 thì nó chưa có trọn vẹn. Không, Đại Kinh 40 nói có chánh kiến thế gian và chánh kiến xuất thế gian. Và có một quan điểm nữa là vô thế gian tín căn, là không có tín căn thế gian. Thưa quý vị, có tín căn thế gian và cũng có tín căn xuất thế gian chứ. Bây giờ như người cư sĩ tại gia, họ có tín căn thế gian không? Có chứ, phàm phu nhưng họ tin tưởng vào Phật Pháp Tăng, họ tu hành. Cái đó cũng là tín căn thế gian. Còn trường hợp mà tín căn xuất thế gian là chỉ cho những vị đã đoạn tận các phiền não nhiễm ô, có niềm tin trọn vẹn với giáo pháp, niềm tin trọn vẹn với Phật, niềm tin trọn vẹn với Tăng, niềm tin trọn vẹn với luật nhân quả, hay là niềm tin trọn vẹn với chánh pháp đấy, thì đó là xuất thế gian tín căn. Nên cái quan điểm 36 của Mahasanghika này và ba bộ phái trực hệ đó thì theo sư Hoàng nó cũng chưa phải là cái quan điểm đúng trọn vẹn. Do vậy cho nên mới có cái sự tranh cãi thưa quý vị. Sư Hoàng tin tưởng rằng là các quan điểm này thật ra ngày xưa là đang có cái cơ sở liệu mà do chúng ta chưa có tìm kiếm ra hết. Ví dụ như quan điểm này thì sư Hoàng nhờ đọc Kinh Trung Bộ mới tìm ra được cái quan điểm mà Theravada họ cho như thế. Nên cái bản dịch của Thượng Tọa Hạnh Bình: ở thế gian không có người có chánh kiến, ở thế gian không có người có niềm tin. Thì cái quan điểm này á, là nó trùng với cái bản của Bộ Chấp Dị Luận. Bộ Chấp Dị Luận thì họ nói như thế này: thế gian vô chánh kiến, tức là ở thế gian đó không có chánh kiến, tức là không có người chánh kiến. Ở thế gian vô tín căn, ở thế gian không có người có tín căn. Sao mà nếu mà ở thế gian không chánh kiến sao được, mình cũng ở thế gian đây chứ ở đâu? Các vị thánh đệ tử ở đâu?
Cho nên cái cách dịch này có thể là do, vì có thể là lúc đầu tiên đi quá trình dịch từ chữ Phạn sang Hán, không rành về cấu trúc chữ Hán, nghĩ để trước để sau gì nó cũng đúng, nhưng trên thực tế là nó khác một chữ là khác rồi. Đổi ra hai chữ ra phía trước là nó khác rồi. Cái thế gian không có chánh kiến sao chứ chúng ta ở đâu đây? Các bậc thánh ở đâu? Rồi thế gian không có tín căn. Cho nên khi sư Hoàng bảo lưu cái quan điểm 36 vô thế gian chánh kiến, vô thế gian tín căn, dịch là không có chánh kiến thế gian, không có tín căn thế gian, mới là quan điểm tranh chấp. Chứ còn mà cái quan điểm của như là bộ chấp dị luận thế gian vô chánh kiến, thế gian vô tín căn, cái này nó, cái nhận thức nó non nớt quá, phải không? Quan điểm thứ 37, vô kỳ pháp là không có, không có gì, không có pháp vô kỳ. Như vậy thì khái niệm thiện ác và vô kỳ đã được hình thành, nhưng các bộ phái không có cùng quan điểm với nhau về vấn đề này. Đại chúng bộ cho rằng là không có pháp vô ký, trong khi hữu bộ có nói đến có vô ký quý vị? Có. Như vậy hữu bộ với đại chúng bộ giống như nó cứ chỏi nhau vậy. Hai bộ phái lớn này chỏi nhau, bên này nói có, bên kia nói không. Bên đại chúng bộ nói là không có pháp vô ký, chỉ có thiện, một là thiện hai là ác, giống như có thể có lạc và khổ chứ không có xả. Thưa quý vị, có trường hợp là vô ký quý vị. Có những người hoặc là có những cái pháp, thật ra là cái pháp do con người thực hiện thôi, là ở nơi cái chỗ mà nó bất định, cái tâm của họ nó không nghiêng về thiện, nó không nghiêng về ác. Đối với các bậc mà thánh giả tu tập mà rốt ráo nữa mà thành tựu được A-la-hán, cũng có hành vi cũng làm hết tất cả mọi việc mà không gọi là vô ký, mà gọi là gì quý vị? Gọi là gì? Duy tác. Kiriya-citta là tâm duy tác, chỉ có cái hành động nhưng không hề có một cái tác ý thiện ác hay vô ký gì cả. Cho nên theo hữu bộ câu xá, hoặc là theo Duy Thức Tông, hoặc là theo Thánh Pháp Tập Biểu Luận, ba cái trường phái này đều cho rằng là có pháp vô ký hết á, mà chỉ có đại chúng bộ họ cho rằng không có pháp vô ký. Theo quan điểm sư Hoàng thì thực tế có pháp vô ký, cũng giống như có xả thọ vậy đó, mà do cái dấu vết nó không có rõ rệt cho nên người ta tưởng lầm rằng là không có, chứ trên thực tế là có. Cái cách lý giải về xả thọ với Hoàng đọc trong cái hệ thống Abhidhamma của Theravada đó, thì cho rằng giống như là cái con nai nó chạy tịch 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 tịch, thấy không, trên đất nè, thấy cái dấu chân, tới một cái chỗ mà nó toàn là đá không à, con này nó cũng chạy, nhưng chạy trên đá đâu có để lại dấu vết, cho nên mình không thấy, cho nên mình gọi là không có. Chứ thực tế nó vẫn có, khi nó chạy qua hòn đá tiếp tục, nó chạy từ 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 tiếp theo qua mặt đất mới có dấu không? Có. Cái trước mình có thể tạm gọi là ác, cái sau có thể gọi là thiện, ở chính giữa mình tạm thời là vô ký, hay trước gọi là khổ, sau là lạc, ở giữa là xả. Thì cái trường hợp mà nó không có để lại cái dấu vết một cách rất rõ rệt ấy, mình tưởng rằng là không có, chứ có hết. Cái hiện tượng đó nó có xuất hiện ở trong tâm, nó đang diễn, nó diễn ra, nhưng mà bởi vì nó không có để lại dấu vết một cách rõ rệt cho nên ta tưởng lầm rằng không có. Cho nên là cái quan điểm của sư Hoàng thì vẫn ủng hộ là có pháp vô ký hơn. Đó là nói về cá nhân. Dựa theo câu xá, dựa theo thánh pháp, dựa theo thượng bộ, thượng tọa bộ, cho rằng là có pháp vô ký.
Quan điểm thứ 38, nhập chánh tánh ly sanh, một cái khái niệm mới. Chánh tánh ly sanh theo câu xá luận đó là gọi là kiến đạo hay là niết bàn, dịch thoát nghĩa là lìa sanh tử. Do họ cố gắng dịch chữ chánh tánh ly sanh nè, chánh tánh là cái tánh chân chánh, ly sanh là rời cái sanh tử. Mà một vị chánh tánh ly sanh, đây là một cái thuật ngữ mới của Đại chúng bộ. Nó có luôn một cái từ mà Hòa Thượng Nhất Hạnh tra trong sách phải dịch ra đó là Samyaktva. Như vậy mà chánh tánh ly sanh hay còn gọi là thánh tánh, một số chỗ gọi là thánh tánh ly sanh. Ngài Chân Đế dịch là chánh định. Ngài Chân Đế, một khi Sư Hoàng nói Chân Đế là lấy từ tác phẩm nào ha? Lấy từ tác phẩm nào? Bộ Chấp Dị Luận. Khi nói đến Ngài Chân Đế trong phạm vi bài học của chúng ta là Bộ Chấp Dị Luận. Ngài Chân Đế dịch là gì? Là chánh định. Quý vị coi Bộ Chấp Dị Luận nè. Nhược nhân, nhược nhân gì? Nhập chánh định. Nhất thiết, nhất thiết gì? Kiết diệt, tất cả kiết diệt. Như vậy trở lại quan điểm của chúng ta, nhập chánh tánh ly sanh thời, tức là một khi, chữ thờ là một khi, một khi mà hành giả, ở chỗ này chúng ta thêm một cái túc từ vô, là một hành giả đó nhập được vào chánh tánh ly sanh, khả thuyết là có thể nói đoạn nhất thiết kiết, đoạn tất cả, đoạn tất cả kiết, kiết sự, kiết đây là kiết sự. Cho nên cũng là một vấn đề kiến đạo hay vô được sơ quả tu đồ hoàng, mà nãy giờ quý vị thấy mấy thuật ngữ rồi. Nào là tu đồ hoàng, trước tu đồ hoàng là gì? Đệ bát địa, trước đệ, trước đệ, sau đệ bát địa là gì? Tánh địa pháp, phải không? Từ đệ bát địa rồi tánh địa, tánh địa pháp. Đó. Xuống đây thì nó ghi cái khái niệm cụ thể là dự lưu giả. Qua bên đây là gì? Chánh tánh ly sanh. Cũng quần quần ở chỗ tu đồ hoàng đạo, tu đồ hoàng quả thôi. Cho nên thưa quý vị, các cái bộ luận sâu như Đại Tỳ Bà Sa, Đại Tỳ Bà Sa là thuộc của bộ phái nào ha? Bộ phái nào? Hữu bộ. Giải thích nè, chánh tánh tức là niết bàn, tính của nó thuần chính không tà vệ, đó gọi là chánh. Thế nào sinh? Sinh là tên khác của phiền não, hoặc do thiện căn chưa thành thục có thể khiến chúng sinh luân hồi sanh tử. Niết bàn hay vô lậu trí có thể khiến chúng sinh thoát ly sanh tử, nên gọi là chánh tánh ly sanh. Trở lại cái câu nhập chánh tánh ly sinh thời, khả thuyết đoạn nhất thiết kiết. Như vậy thì quan điểm của Đại chúng bộ cho rằng khi vô được chánh tánh ly sanh có thể nói là đoạn tất cả các kiết sử. Thưa quý vị, mình cũng không hiểu rằng là của Đại chúng bộ họ muốn ám chỉ chánh tánh ly sanh này vô quý vị thứ mấy nữa. Sự thật mà nói đây mình là dựa vào hữu bộ, chứ mình đâu có cái dữ liệu của Đại chúng bộ đâu. Nó khó vậy. Đây mình toàn là dựa vào khái niệm hữu bộ mình giải thích không, chứ không có tác phẩm nào của Đại chúng bộ còn lại. Mấy tác phẩm Mahavastu nói về chuyện tiền thân của Đức Phật,
Rồi kinh Tăng Nhất A Hàm cho rằng của đại chúng bộ chỉ có mấy khái niệm Bồ Tát xuất hiện rời rạc, chứ đâu có giải quyết những vấn đề khái niệm chánh tánh ly sanh. Sư Hoàng cũng nỗ lực tra ở trong cái Tăng Nhất A Hàm coi thử có những cái khái niệm này không. Không có, thưa quý vị. Nỗ lực đi tra cứu thử ở trong Tăng Nhất A Hàm có không? Có. Rồi ngay cả là cái tác phẩm Văn Thù Sư Lợi Vấn Kinh hay Xá Lợi Pháp Vấn Kinh, Sư Hoàng cũng tra thử trong đó có giải thích không? Cũng có. Cho nên quả thật khi mà nghiên cứu về mà quan điểm của Mahasangika rất khó để giải thích, chúng ta toàn là vay mượn của hữu bộ không à. Cho nên nói một cách là nghiêm túc á, thì chúng ta không hiểu được cái khái niệm chánh tánh ly sanh của đại chúng bộ nói cái gì. Mà nếu mà chúng ta nghĩ rằng là cái khái niệm này nó tương đồng với hữu bộ thì chúng ta còn mới có cơ sở giải thích đây. Thì cho rằng bộ phái này cho rằng là một vị nhập vào chánh tánh ly sanh rồi thì có thể đoạn hết tất cả kiết, chỉ kiết hay là kiết sử, để chỉ cho phiền não trói buộc. Sanrit, cái chữ này là Samyo Yana, tiếng Bali cũng thế thôi. Samyo Yana là chỉ cho kiết sử. Theo quan điểm của Theravada, nếu chưa phải là một vật A-la-hán vô sanh thì chưa có thể đoạn trừ hết tất cả các kiết sử. Kiết sử là trói buộc, dù cho thô hay tế cũng là kiến sử thôi. Cho nên thưa quý vị, bây giờ đại khái là vị nào nói về kiến sử thưa ai? Ai nhớ cái mà có mấy kiến sử? Tham sân si mạng nghi ác kiến có phải kiến sử không? Thật ra căn bản phiền não hay là kiến sử nó cũng một cái mấy tên khác thôi, do mình là mình gọi cái tên khác nhau thôi, lúc thì gọi tên này, lúc gọi tên kia. Như vậy quan điểm thứ 38 thì cho rằng là một vị nhập chánh, nhập vào chánh tánh ly sanh, nếu mà không có dựa vào cái khái niệm của Đại Cương Câu Xá thì Sư Hoàng có thể tự suy nghĩ rằng là quan điểm của bộ phái này khi nó đến chánh tánh ly sanh là nói đến quả vị A-la-hán thì mới có thể đoạn trừ tất cả kiết sử được, nếu chúng ta không có dựa vào cái câu xá luận ấy, mà tự ước đoán ấy, tự ước đoán, bởi vì có cái cơ sở dữ liệu nào đâu mà mình nói, thì mình phải tự ước đoán. Ước đoán thì nếu đó là cái cách của Sư Hoàng nghĩ rằng nếu mà bình thường mình hiểu thì nghĩ rằng là cái khái niệm này chỉ cho quả vị A-la-hán gọi là chánh tánh ly sanh thì có thể đoạn trừ tất cả các kiết sử. Còn nếu dựa vào hữu bộ thì quả thật cái khái niệm này thì chưa phải là quả vị A-la-hán. Ở đây Sư Hoàng giải thích, một là dựa theo câu xá, hai là dựa theo di thức. Như là theo di thức luận đây, thánh tính ly sanh là cuộc sống thánh thiện của các vị thanh văn duyên giác A-la-hán hay Bồ-Tát, những vị đã đạt được vô lậu trí và dứt bỏ phiền não do phân biệt khởi lên. Để dứt bỏ phiền não và sở tri dướng đối với cuộc sống của phàm phu hay người chưa giác ngộ. Nếu như vậy thì mình đoán rằng cái khái niệm chánh tánh ly sanh này là khái niệm dành cho quý vị A-la-hán thôi. Nhưng mà rồi chúng ta lại đọc tiếp. Thưa quý vị, quan điểm 39, chư dự lưu giả tạo nhất thiết ác duy trừ vô gì? Duy trừ vô gián. Thì cái quan điểm tiếp theo này á, là nó tự động nó phủ định cái suy nghĩ của Sư Hoàng thôi. Tại đường nói tới quả vị tu đồ hoàng mà, chứ chư dự lưu mà, đâu có nói gì tới A-la-hán đâu. Không. Cái quan điểm các vị tại đường sắp đặt theo cái gói rút trình tự từ thấp tới cao.
đừng giải quyết tiếp tới cái chuyện mà dự lưu nữa nè. Các vị dự lưu thì vẫn còn tạo tất cả nghiệp ác, chỉ trừ tội vô gián. Cái chữ mà nhất thiết ác á, nó nặng nề quá. Dự lưu rồi mà tạo nhất thiết ác là tất cả các cái việc ác, việc tội. Thật ra dự lưu là hết tạo ác rồi, mà chưa đoạn trừ cái lậu hoặc, chứ không phải tạo tất cả ác được. Tạo nhất thiết ác làm sao được. Dự lưu là đã đoạn hết theo Theravada, là đoạn trừ tất cả các ác của thiện pháp, chỉ còn lại các phiền não chưa được đoạn trừ thôi. Mà thậm chí là ba cái phiền não thô lậu đã đoạn trừ rồi. Đó là gì? Thần kiến. Là gì? Nghi và cấm thủ. Thần kiến là sao? Chấp lầm cái bản ngã này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Bây giờ chúng ta đọc như thần chú đọc hoài này thì chúng ta cũng đọc được rồi đó. Nhưng mà chúng ta còn chấp cái thân này, cái thân năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi không? Còn. Do đó chúng ta chưa chứng đắc được cái quả vị dự lưu là vậy. Rồi chúng ta còn nghi ngờ không? Vẫn còn nghi ngờ về Phật, về pháp, nhất là pháp hành. Pháp học chúng ta còn học chút chút rồi thấy nó rối ghê không? Đến khi pháp hành là đi vô trong đó không biết gì đường nào mà tu, nghi ngờ. Ai mà ngồi trong đường thiền đối diện một mình rồi thì lúc bây giờ mình trong đầu nó khởi lên bao nhiêu pháp, bởi vì mình chưa có trạch rồi, chưa trạch pháp được, là nó vẫn vơ, nó suy tư cái pháp này có phải đưa đến giác ngộ không, tại sao như thế, rồi là nó đặt vấn đề, rồi nó nghi ngờ đủ hết á. À, bởi vì cái trí chúng ta chưa sáng, cái tuệ chúng ta chưa có. Giờ cấm thủ. Giới cấm thủ bởi vì chưa có tuệ giác, cho nên giữ giới một cách chấp chặt, ngu si. Cho nên bên cạnh mấy vị mà ở chùa mình, ở tịnh xá mình làm luật sư ấy, đôi khi ấy, là chịu khó học luật, nhưng mà chưa có chứng thánh quả, cho nên tâm họ chấp chặt lắm. Mà rồi một số người chưa có chứng quả thì dĩ nhiên là buông luôn. Một là buông luôn, hai thì chấp chặt. Còn người mà không có bị ràng buộc bởi giới thì vẫn giữ giới, nhưng không có bị câu nệ, không bị nó trói buộc, thì mới là cái người là vô được cái sơ quả tu đồ hoàng. Vì ấy rất là thông dong, rất tự tại, rất nhẹ nhàng, rất khinh an, rất thoải mái. Tâm vị ấy thấy rõ khai giá trì phạm trường hợp nào, tại sao như vậy, tâm có dính mắc. Cho nên các thầy các sư cô cũng ráng học luật, rồi phải tu để chuyển hóa làm luật sư á, mà đúng nghĩa là vị ấy rất là thông cảm, rất tha thứ, rất thương yêu, rất nhẹ nhàng, rất hiểu biết. Chứ không phải luật sư như chúng ta là khó khăn, là khó chịu, là gút mắt. Không thật á. Cho nên cái quan điểm cho rằng là các vị dự lưu vẫn còn tạo tất cả nghiệp ác, nó nặng nề, tạo nhất thiết ác. Dự lưu theo Theravada là đã đoạn ác rồi, không còn làm ác được. Bây giờ phải lo đoạn trừ phiền não, tức là ba cái phiền não thô: thân kiến, nghi và cấm thủ. Quan điểm này cho rằng chỉ trừ tội vô gián. Dĩ nhiên dự lưu rồi mà còn vô gián gì nữa. Thưa quý vị, người mà vô được dự lưu quả đó, người ta có cái năng lực giữ giới một cách rất tự nhiên, tức là thuận theo cái chánh pháp một cách tự nhiên, chứ không phải như chúng ta. Như chúng ta là cái thuận theo thánh pháp chưa, khép mình vô khuôn khổ thấy nó khó chịu, nó bực tức, nó mệt mỏi, nó uể oải, đúng không? Còn cái bậc dự lưu ta cứ sống ở trong cái vòng thánh đạo một cách rất là tự nhiên, nhẹ nhàng, thì làm gì có cái chuyện mà tạo cái tội vô gián. Cho nên dĩ nhiên cái quan điểm sau là chỉ trừ tội vô gián, tức là không có tạo tội vô gián, là gì đi không có. Nhưng mà cho rằng tạo tất cả nghiệp ác, cho nên cái quan điểm của Mahasanghika đánh giá cái quả vị dự lưu rất là thấp, thưa quý vị. Do cái quan điểm đánh giá rất thấp này, sau này mới từ đó mới sanh ra gì?
cái khinh miệt, sinh ra cái chê bai. Chê bai gì? Quả vị của thanh văn rất là chê, mà nó còn dấu vết rất nhiều trong kinh điển mà chúng ta gọi là đại thừa. Dấu vết chê bai tràn ngập. Đọc Đại Bát Niết Bàn kinh đi, rồi sẽ thấy. Nên đó là cũng là một cái giai đoạn mà phân hóa Phật pháp đó quý vị. Sự thật vô được cái thánh quả tu đồ hoàng này là từ đó vị ấy không còn tạo cái ác nghiệp nữa, mà thông dong đi trên cái con đường thiện đạo và thông dong đi trên đường thánh đạo. Phải nói thánh đạo đấy, cái việc họ làm thiện một cách rất tự nhiên. Có nhiều trường hợp quý vị, như Sô Hoàng đọc cái tin mà có một cái cô gái Tây Tạng cô mua một lần 5.000 con cừu của thả về trên núi rừng. Đúng là cũng cái tâm Bồ Tát thiệt quý vị, mình gọi là Bồ Tát. Thì ở một mức độ nào đó các vị ấy cũng phải có tâm từ bi rất lớn. Đó. Có nhiều trường hợp là cái người ta sống một cách rất là thuận theo lẽ tự nhiên. Giáo Hoàng đọc Đường Mai Qua Đắc Hoa của ai ha? Ngài Hư Văn. Thấy ngài là ngày đám cưới cưới lần hai cô. Cha mẹ thương yêu nên cưới lần hai cô. Nhưng mà ngài không có động lòng phàm. Thì trường hợp đó đối chiếu với kinh điển Nikaya là các vị đã thành tựu được cái sơ quả là cái tối thiểu. Là tối thiểu rồi. Cho nên trong kinh điển Theravada nói những vị mà vô được sơ quả là không bao giờ phạm vào ngũ nghịch tội, không bao giờ phạm vào các giới điều mà chưa học. Thông thường mình học rồi mình mới ráng giữ. Còn các vị ấy là không cần học luôn, cũng không có phạm. Bây giờ mình học xong rồi, rồi mình còn tiếp tục phạm. Còn các vị ấy không cần học, vẫn không phạm. Cứ sống và đụng tới ác của thượng pháp là các vị không làm vậy thôi. Tức là nó không có tương ưng với cái trạng thái tâm vệ, tức là cái trạng thái cái ác là các vị không thể làm được, cái tâm vệ thánh thiện. Cho nên quan điểm này thì chê bai, chứ quả vị dự lưu, tạo nhất thiết ác, quá nặng nề. Rồi, chúng ta, như vậy là cái bài này hết. Phần cuối cái bài này Sư Hoàng có niệm một câu kinh pháp cú đó, là hơn thống lãnh cõi đất, hơn làm vua cõi trời, hơn chủ trì vũ trụ, quả dự lưu tối thắng. Tán thán cái người mà đạt thành cái quả dự lưu là hơn mà thống lãnh cái cõi đất này, hơn làm vua cõi trời. Cái niềm hỷ lạc, cái niềm an vui và cái quả vị đó không gì so sánh. Đã là vô được sơ quả tu đồ hoàng đã vậy rồi, huống chi là một bậc A-la-hán. Do đó cái quan niệm của đại chúng bộ, như hồi nãy giờ chúng ta học mấy quan điểm đó, 4-5 quan điểm cũng bàn về chánh tánh ly sanh đủ hết. Nhưng sự thật là nó khó, nó không có rõ. Quan điểm Theravada như thế này thưa quý vị, trước khi vô quả dự lưu á, là vô cái gì ha? Tùy tín hành, tùy pháp hành. Tùy tín hành, tùy pháp hành mà quan điểm câu xá thừa gọi là kế thừa. Quan điểm câu xá cho đó là quả vị hiền. Tùy tín hành, có niềm tin chân chánh sâu sắc với giáo pháp một cách trọn vẹn. Dầu cho người ta có nói xấu đạo Phật tới đâu, người đó vẫn thấy Đức Thế Tôn là bậc thầy của trời người chánh đẳng giác, không có gì hơn. Dầu cho người ta có chê bai giáo pháp tới đâu, ta xuyên tạc tới đâu, người ấy vẫn thấy được đặc tính của giáo pháp màu nhiệm. Ta vẫn tin tưởng vào lời dạy Đức Thế Tôn, ít ra là bát chánh đạo, là con đường để đến Niết Bàn chẳng hạn, hoặc là ba bể phẩm đồ đạo. Rồi người ta có chê tăng tới đâu thì người ta vẫn tin rằng trong hàng tăng chúng cũng có những vị thành tựu bốn đôi bốn quả và Niết Bàn. Thành tựu với các cái hạnh như diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh và chánh hạnh. Cho nên là cái quan điểm của Theravada là người có tùy tín hành. Thứ hai là bắt đầu qua giai đoạn là tùy pháp hành.
là y cứ vào pháp người ta hành trì và ta có kinh nghiệm về pháp. Tuy chưa vô sơ quả tu đồ hoàng nhưng ta vẫn có niềm tin chắc chắn vào con đường thánh quả này không thể sai trật được. Còn như chúng ta nhiều khi học nhiều bắt đầu là phân vân, do dự. Cho nên từ tùy tín hành, tùy phát hành xong rồi mới bắt đầu vô là dự lưu đạo hay là dự lưu hướng, rồi sau đó là dự lưu quả. Đó, cái lộ trình nó là vậy. Nên chúng ta học, chúng ta đối chiếu chút xíu để chúng ta biết là cái quan điểm của đại chúng bộ chúng ta đang học đây nó có nhiều quan điểm nó cũng hơi ngược với Theravada quá. Như vậy là cái bài thứ 5 chúng ta đã học xong.